Mật tử, cái chết được báo trước trong thơ. Phong không phải là căn bệnh có thể làm chết người một cách nhanh chóng. Đó là căn bệnh chủ yếu làm cho con người bị tàn phế. Một bệnh nhân cùng nhập viện với Tử tên là Nguyễn Văn C vẫn tiếp tục sống thêm 50 năm nữa sau khi Tử qua đời. Tử hàng Mật tử trên đồi Mộng Mơ, Đà Lạt. Có lẽ thư sĩ cũng biết đó là anh rể của ông. Hồi đó là y tá trong bệnh viện Quy Nhơn và thư sĩ cũng là người có trình độ hiểu biết cao. Nhưng Tử vẫn luôn luôn nghĩ về cái chết. Tử đã đoán trước được ngày mình sẽ ra đi. Trong bài Trúc Linh Hồn, chàng viết: máu đã khô rồi, thơ cũng khô, tình ta chết yểu từ bao giờ. Từ nay trong gió, trong mây gió, lời thảm thương rền khóc nẻo mơ. Đó là một lời tuyên bố chắc chắn. Từ khi viết bài thơ này cho đến lúc Tử ra đi là khoảng thời gian khá xa. Và Tử mất là vì bệnh kiết lỵ. Thế nhưng chàng vẫn viết: ta trúc linh hồn giữa lúc đây, gió sầu vô hạn nuốt trong cây. Còn em sao chẳng hay gì cả, xin để tang anh đến vạn ngày. Em ở đây là ai? Có lẽ cả Hoàng Cúc, Mộng Cầm, Mai Đình lẫn Thương Thương và nhiều hình bóng gia nhân khác nữa. Tất cả những nàng thơ ấy lúc này đều đã rời xa chàng. Cách đó một thời gian, chàng đã tạm biệt Thương Thương theo lời đề nghị của người anh ruột nàng là Trần Tái Phùng. Thang ơi, hỡi biệt ly chan chứa, tưởng cùng em vui thú hưởng tiêu dao. Anh sắp đi và hai hàng lệ ứa, cả đau thương dồn dập xót tâm bào. Lúc này, nhiều câu thơ Tử làm ra cứ như lời tiên tri về cái chết. Đây không phải là đặc điểm của những bài thơ thuộc trường thơ loạn, như đã nói trước đây. Bởi chẳng trong Điêu Tàn, Chế Lan Viên cũng có dùng những từ ngữ để chỉ sự chết chóc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng thần chết ở đâu và chỉ là biểu hiện của triết lý thơ điên loạn mà thôi. Còn một số câu thơ Tử viết về cái chết thì lại khác, ý thơ rất gỡ. Chẳng hạn, ta còn trường mến biết bao người, vẻ đẹp xa hoa của một thời, đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng, ôi giời, hấp hối, sắp chia phôi. Khoảng giữa tháng 9 của năm 1940, Tử nhắn Quách Tấn từ Nha Trang ra Nguyên Nhơn gặp chàng. Lúc này chàng đã được làm xét nghiệm và người ta đã phát hiện ra vi trùng Hansen trong cơ thể của chàng. Tử di ngôn lại cho Quách Tấn lo giữ gìn tài sản văn chương của chàng, sau này chàng chết đi thì tùy theo đó mà xử lý. Rồi chàng nhập bệnh viện Phong, nhập viện để chữa bệnh, căn bệnh Phong, nhưng chàng coi như mình sắp đi vào cõi chết. Vì sao lại như vậy? Trong Duyên Kỳ Ngộ, nhân vật nàng có nói: sao thơ anh nhuộm toàn mạo ly biệt, rên không thôi và nức nở cả ban đêm. Quả đúng như vậy, ly biệt và chết chóc luôn có mặt trong thơ của Tử vào thời gian sau này. Lòng thi dĩ chứa đầy trang vĩnh biệt, mộng có thành là mộng ở đầu hôm. Không ai trang điểm má đào cho ta say chết đêm nào đêm nay. Quách Tấn cho biết viết thư cho bạn, Tử hay nói về cái chết. Đó là ngưỡng cửa phải bước qua để đi đến cõi vĩnh hằng. Cũng trong vở kịch thơ độc đáo này có một đoạn thơ làm cho nhiều người ngạc nhiên vì nó rất giống như những gì xảy ra sau này. Đó là khi nhân vật chàng sắp sửa chia tay nhân vật nàng đã thốt ra lời than khóc. Một mai kia ở bên khe nước ngọc, với xương sao anh nằm chết như trăng, không tìm thấy nàng tiên mâu đến khóc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm. Theo hồi ức của người bạn đồng hành Nguyễn Văn C thì Tử mất vào ngày 11 tháng 11 của năm 1940 trong cô đơn lặng lẽ, không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh. Ngày buổi chiều ngày hôm đó, tang lễ được tiến hành một cách đơn giản. Nơi hàng Mật tử yên nghỉ nằm bên cạnh con suối và mùa mưa nước thường dâng đầy bờ. Điều này y như câu thơ trên mà chàng đã viết trước đó từ rất lâu. Chàng đã nằm lại bên khe nước ngọc đó cho đến gần 20 năm sau mới được gia đình đưa đi nơi khác. Năm 1959, gia đình Tử cùng với người bạn thân là Quách Tấn tìm một mảnh đất khác cho chàng. Sinh thời, chàng rất thích cảnh đèo Son, nhưng vì ở đó đang là khu quân sự thuộc chính quyền Sài Gòn nên đành phải tìm đến Gành Ráng. Ngày 13 tháng 1 của năm 1959, Tử được cải táng về Gành Ráng. Như vậy là một đời thơ dữ dội của nhà thơ có số phận là Kỳ Hàn Mật Tử đã kết thúc. Chàng đã được thỏa mãn cái ước ao mà ngày nào vị phó soái của trường thơ loạn Chế Lan Viên từng viết: hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Hàn Mật tử với trường thơ loạn. Những vần thơ Chế Lan Viên làm ra đã khiến Hàn Mật tử kinh ngạc. Đọc thơ của Chế, thi sĩ họ Hàn tìm ra được một hướng sáng tác.
những bài thơ điên loạn. Trước đó, ông đã nghiên cứu rất kỹ trường thơ tượng trưng của Pháp. Quy Nhơn, Bình Định là vùng đất thiêng. 500 năm trước, vùng đất này là chiến trường đẫm máu, một vương triều sụp đổ, bao nhiêu chiến binh tử trận. Thành Đồ Bàng ngày nào còn lại một dãy gò sỏi mênh mông với những tháp chàm đổ nát. Từ xưa, nhiều thi sĩ khi qua đây đã cảm xúc bật ra những vần thơ thống thiết. Vào những năm 1930 cho đến những năm 1945, Quy Nhơn, Bình Định bỗng trở thành vùng đất cực thịnh của văn chương nghệ thuật. Nơi đây tập trung toàn những thi sĩ tầm cỡ. Thổ ấy có cậu học trò nhút nhát thích làm thơ tên là Phan Ngọc Hoan. Đắm mình trong không gian huyền hoặc của cõi Đồ Bàng, Hoan đặt tên mình cái tên là Chế Lăng Viên, rồi khóc than người đã khuất bằng tập thơ, điêu tàn với những câu thơ thật lạnh lùng. Đây chiến địa nơi đôi bên giao trận, muôn cô hồn tử sĩ hét gầm vang, máu chàm cuộn thắng ngày niềm oán hận, xương chàm luôn rào rạc nỗi căm hờn. Năm 1936, từ Sài Gòn trở lại Quy Nhơn, Hàn Mặc Tử đã gặp Chế Lăng Viên. Chế tìm đến Tử như tìm đến một ông thầy dạy làm thơ. Thế nhưng những vần thơ của Chế đã khiến cho Tử kinh ngạc. Chiều hôm nay bỗng nhiên ta lạc bước vào nơi đây thế giới vạn cô hồn. Hơi người chết tỏa đầy trong gió lướt, tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non. Trên nấm mồ tàn ta nhặt được, khớp xương ma trắng tựa não cân người. Tuy đã cạn nhưng vẫn đầm hơi ướt, máu ti khô còn đượm khí tanh hôi. Trước đó Hàn Mặc Tử đã nghiên cứu rất kỹ về trường phái thơ tượng trưng của Pháp. Chàng mong muốn tạo ra một trường phái thơ cho riêng mình. Giờ đây Chế đã làm lóe lên trong đầu Tử cái mà lâu nay chàng đã tìm nhưng chưa thấy. Trước đó khi Yến Lang hoàn thành bản thảo tập Diễn Loạn, Tử đã mơ hồ nghĩ đến một thứ thơ không giống ai. Bây giờ đọc thơ của Chế, Hàn Mặc Tử đã tìm ra được một hướng sáng tác, những bài thơ điên loạn. Vì vậy ngay trong ngày Chế Lăng Viên và Yến Lang đem bản in đặc biệt của tập Điêu Tàn đến cho chàng xem, chàng hồ hởi công bố ngay việc thành lập trường thơ loạn. Từ đó, dưới ngọn cờ của chủ soái Hàn Mặc Tử, các thành viên trong trường thơ loạn say sưa sáng tác. Có những đêm, cả bọn đem trăng màn ra bờ biển, ở lại suốt đêm để thả hồn theo những vần thơ kỳ dị. Thơ của các thi sĩ trường thơ loạn tràn ngập trăng, hồn máu, bóng ma, sọ người, xương cốt, tinh tủy. Tất cả say sưa bước chân vào thế giới rùng rợn đó. Nếu Hàn Mặc Tử thích thú với hồn để viết, ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi hồn thơ đều dính não cân ta, bao nét chữ quay cuồng như máu vọt, như mê mang chết điếng cả làn da. Thì Chế Lăng Viên lại khoái sọ người hơn. Hỏi chiếc sọ, ta vô cùng rồ dại, muốn riết mi trong sức mạnh tay ta, để những giọt máu đào còn động lại, theo hồn ta tuôn chảy những lời thơ. Ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ, muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô. Việc nhóm thơ Bình Định cho ra đời trường thơ loạn khiến văn thi hữu khắp nơi bàn tán xôn xao. Nhiều người hoan nghênh nhưng cũng không ít người chê bai. Hoài Thanh kể, tôi đã nghe người ta mạt sát Hàn Mặc Tử nhiều lắm. Có người bảo Hàn Mặc Tử thơ với thẩn gì toàn nói nhảm. Có người còn nghiêm khắc hơn nữa, thơ gì mà rắc rối thế. Mình tưởng có ý nghĩa khuất khúc gì cứ đọc đi đọc lại hoài thì ra nó lừa mình. Đặc biệt Xuân Diệu là người ghét cay ghét đắng những vần thơ điên của Tử. Hoài Thanh kể tiếp. Xuân Diệu có lẽ cũng nghĩ đến Hoàng Tử khi viết đoạn này. Họ so sánh thái độ can đảm kia, thái độ những nhà chân thi sĩ với những cách đột nhiên mà khóc, đột nhiên mà cười, chân vừa nhảy, miệng vừa kêu. Tôi điên đây, điên cũng không dễ làm cho người ta tưởng đâu. Nếu không biết điên, tốt hơn là cứ tỉnh táo như thường mà yên lặng sống. Đúng là những vần thơ điên của các thi sĩ đã gây sốc cho nhiều người, nhưng thật ra đó chỉ là một cách giải quyết sự bế tắc trong tư tưởng mà thôi. Hàn Mặc Tử đã dẫn dắt các thi sĩ sáng tác khá nhiều vần thơ kỳ dị cho đến lúc chàng rời bỏ cuộc đời vào năm 1941. Sang năm 1942, đến lượt Bích Khê cũng ra đi vĩnh viễn. Trường thơ loạn từ đó tan rã. Hàn Mặc Tử và những câu thơ đầy ma lực. Những năm 1938 đến năm 1939, thi sĩ đau đớn dữ dội bởi bệnh tật, nhưng trước mắt bạn bè chàng cố kìm nén. Chàng chỉ gào thét trong thơ: trời hỡi, bao giờ tôi chết đi, bao giờ tôi hết được yêu vì, bao giờ mặt nhật tan thành máu và khối lòng tôi cứng tựa si. Lúc này sau một thời gian chữa chạy bằng đông y, chẳng những căn bệnh phong cùi không thuyên giảm chút nào mà ngược lại còn làm thân thể chàng ngày một tiêu tì đi vì những tác dụng phụ của thuốc. Mặt khác, thông tin về việc chàng bị mắc bệnh phong đã đến tai chính quyền địa phương. Do đó, chàng phải liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự truy đuổi gắt gao của Sở Vệ sinh Công cộng thành phố Quy Nhơn. Cuối cùng, gia đình tìm thuê cho chàng một nơi ở khá kín đáo trong khu vực lao động nghèo nằm bên cùng cát trắng ven biển. Đó là một túp liều tranh mà theo Hoài Thanh kể là rách nát,
đến độ phải lấy giấy báo và bao thư che những chỗ dột trên mái nhà. Trong thời kỳ bệnh tật, Tự sáng tác được ba tập thơ là Thơ Điên, Xuân Như Ý và Thượng Thanh Khí. Nhưng có điều đặc biệt là những câu thơ của chàng cứ tiến dần đến chỗ rối rắm khó hiểu theo tiến triển bệnh tật. Nhiều câu thơ đọc lên nghe rất hay, nhưng độc giả hầu như không ai hiểu tác giả muốn nói gì. Tuy nhiên, theo lời Quách Tấn thì điều lạ lùng là dù rối rắm khó hiểu như thế, nhưng thơ Tử được người đời truyền tay nhau, đọc thuộc lòng, đọc như kinh, không hiểu gì cũng đọc thuộc lào lào. Như thể thơ của chàng lúc đó có ma lực. Hoài Thanh cũng xác nhận điều lạ lùng này. Trong ý họ, thi ca Việt Nam chỉ có Hàn Mặc Tử. Bao nhiêu thơ Hàn Mặc Tử làm ra họ đều chép lại và thuộc hết. Mà thuộc hết thơ của Hàn Mặc Tử đâu phải là chuyện dễ, đã khúc mắc mà lại nhiều. Tất cả đến 6-7 tập, họ thuộc hết những và chọn những lúc đêm khuya thanh vắng, họ sẽ cao giọng ngâm một mình. Bài thơ đã biến thành bài kinh và người thơ đã trở nên một vị giáo chủ. Chúng ta biết rằng, lúc Hàn Mặc Tử còn sống, chàng chỉ mới xuất bản được mỗi một tập Gái Quê vào năm 1936. Khi chàng còn khỏe mạnh và có tiền, còn phần lớn thơ chàng làm ra trong thời kỳ bệnh tật này thì đến với người yêu thơ qua cách người này cho người khác mượn sổ để chép tay. Thơ của Tử không chỉ làm thích thú với những cô cậu học sinh trung học vốn mơ mộng, mà còn lan tỏa ra nhiều giới khác. Và thật đáng ngạc nhiên, nó còn lay động đến cả giới tu hành. Có một nữ tu trẻ đẹp chừng 17-18 tuổi ở gần ngôi chùa Liên Tôn gần đó, vì ái mộ thơ Tử nên đã không ngần ngại căn bệnh phong cùi gớm ghiếc, ghé vào căn chòi để thăm chàng. Về sau, chàng đã đưa Nico vào trong thơ của mình với những tình cảm khá đặc biệt. Một điều nữa, không những ma lực có ở trong lời thơ của Tử mà còn nằm trong chính con người Tử khi chàng cất giọng đọc thơ. Yến Lan kể, nếu ai đã có lần nghe anh ngâm thơ thì mới cảm thấy hết cái cảm giác kỳ lạ lần đầu bắt gặp, nôn nao. Và cộng với lời thơ gây nên một không khí mông lung, chúng tôi như bị dồn vào cái thế giới nào có suối, có đồi, có bóng dáng, những cuộc hành hương và nhạc điệu cung văn đồng bóng. Yến Lan, Chế Lan Viên, Hoàng Tùng Ngâm, Trần Kiên Mỹ là những người bạn thân thiết thường ghé thăm chàng để an ủi chàng. Một tâm hồn quá khổ đau lúc này như chàng viết. Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh, hơn hết u buồn của nước mây, của những tình duyên thương lỡ dở, của lời rên xiết gió heo may. Bạn bè đã được nghe chàng đọc những vần thơ như chảy ra từ xuân tủy. Yến Lan kể tiếp. Anh đã biến thành những chuỗi dài đau khổ, cao thấp chen nhau nhưng tình tia lửa bùng lên như mảnh lụa tươi vàng bị xé vụn. Anh đã lấy xác thịt minh họa cho lời thơ. Có khi chúng tôi chảy nước mắt. Còn anh đã thành một người say. Các lời ngâm thơ của anh đều diễn ra như thế vì những bài thơ ấy đều là những bài xót xa nhất, đặc biệt là hôm anh ngâm bài Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Xáo trộn trong đau thương, còn có nỗi niềm trìu mến hân hoan kỳ lạ. Hàn Mặc Tử đã nắm mình trong cái không gian vừa đau thương vừa bay bổng đó để làm ra những vần thơ khiến cho người đời say đắm, cho nên lúc chàng phải dừng bước chân vào trại Phong Vi Hòa vào ngày 20 tháng 9 năm 1940. Hàn Mặc Tử và những nàng thơ huyền bí. Cô gái mang tên Thương Thương là một nàng thơ huyền diệu bởi Hàn Mặc Tử không chỉ đơn thuần làm thơ về cô như những hình bóng giai nhân khác. Trong tâm tưởng của ông, Thương Thương không phải là người của cõi trần. Trong bài Tiêu Sầu, chàng đưa mình bay lên tận cung trăng để gặp hằng Nga Thương Thương. Còn trong vở kịch thơ Duyên Kỳ Ngộ và Cẩm Châu Duyên, Thương Thương trở thành tiên nữ. Chính vì vậy, một số tài liệu cho rằng Thương Thương không phải là người có thật mà chỉ là một cái tên mượn. Trần Thị Huyền Trang, cháu nhà thơ Quách Tấn viết trong Hàn Mặc Tử, hương thơm và mật đắng, Thương Thương không phải là một nhân vật có thật, tất cả mọi chuyện đều do Trần Thanh Địch sắp đặt ra. Trần Thanh Địch là một trong hai người bạn thân nhất của Hàn Mặc Tử, Thương Thương là Trần Thị Thương Thương, con của ông Trần Thanh Đạt, anh trai hai nhà văn Trần Thanh Mại và Trần Thanh Địch. Hàn Mặc Tử cũng là bạn của Trần Tái Phùng, anh ruột Thương Thương. Ông Địch cho biết là vào năm 1936, khi Hàn Mặc Tử ra Huế lần cuối cùng để tặng tập Gái Quê cho bạn bè, Thương Thương chỉ mới 12 tuổi. Nên Hàn Mặc Tử chẳng hề chú ý. Đến năm 1939, trải qua nhiều biến cố đau buồn trong cuộc đời, người anh cả dạy chàng làm thơ năm nào qua đời. Hoàng Cúc theo gia đình về quê, mỏng cằm bỏ đi lấy chồng, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Hàn Mặc Tử đã sống ẩn mình chỉ biết làm thơ. Làm được bài nào, chàng chép lại để gửi ra Huế cho Trần Thanh Địch và Trần Tái Phùng đọc. Lúc này, tiếng tâm của Hàn Mặc Tử nổi như cồn, thơ chàng làm ra được học sinh trung học chép tay truyền nhau đọc thuộc lòng, đặc biệt là những nữ sinh. Trần Thị Thương Thương bấy giờ đang học trường trung học Đồng Khánh, cũng bắt đầu say mê thơ của Hàn Mặc Tử.
Trần Thanh Địch kể một hôm ông đang ngồi viết thư cho Hàn Mặc Tử thì Thương Thương đến gần và nói cho mình gửi lời thăm. Trần Thanh Địch quyên Thương Thương viết một bức thư ngắn gửi kèm cho lịch sự. Thương Thương nghe lời chú, viết bức thư xã giao, nó để ý đã đọc thơ của chàng rất nhiều và rất thích. Nay gửi lời chúc chàng mau bình phục để sáng tác. Nhận được thư của Thương Thương, Mặc Tử hồi âm ngay, nhà thơ nói rất vui và sẽ gửi thơ tặng cho Thương Thương. Sau đó chỉ vài hôm, Thương Thương nhận được thơ của chàng gửi. Mặc Tử đang đặt cho Thương Thương biệt danh là Người Lụa Bến Sông Hương. Trong hai vở kịch Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội, tên tuổi của Thương Thương và Hàn Mặc Tử được nêu đích danh. Em là Trần Thương Thương, anh là Hàn Mặc Tử, không phải cách âm dương còn có khi hội ngộ. Thương Thương lập tức nổi tiếng theo, giới học sinh ở Huế xôn xao. Trong một thời gian ngắn, chuyện đến tai của ông Trần Thanh Đạt, thân sinh của Thương Thương. Gia đình của Thương Thương là gia đình quan lại, ông nội Thương Thương làm thừa biện bộ binh, ông ngoại làm thường thư bộ lễ. Ông Trần Thanh Đạt khi đó đang làm tham tri bộ quốc gia giáo dục, mà làm sao được thăng thượng thư bộ quốc gia giáo dục. Trong một gia đình như vậy, việc Thương Thương trở thành một người nổi tiếng kiểu đó khó được chấp nhận. Ông Trần Thanh Đại gọi ông Thương Thương là Trần Thái Phùng đến yêu cầu tìm cách làm nguội dư luận. Trần Thái Phùng bèn viết thư gửi Hàn Mặc Tử đề nghị chàng thuốc sử dụng hình ảnh của Thương Thương trong sáng tác. Tử nhận được thư và lập tức làm theo đề nghị của bạn. Từ đó, Quần Tiên Hội mãi mãi bị bỏ dở dang. Câu chuyện hoang đường về bệnh phong của Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử, một người rất tay học, nghiên cứu đủ thứ về văn minh phương Tây nhưng lại không chịu tin về Tây y. Khi biết mình bị mắc bệnh phong, chàng đã đi tìm một nơi hoang vu vắng vẻ để lẩn trốn người quen rồi chạy chữa bằng những thứ thuốc của lang băm. Nguyên nhân khởi phát căn bệnh phong của Hàn Mặc Tử được nhiều sách báo dẫn lại. Một hôm từ Sài Gòn ra Phan Thiết thăm Bọng Cầm, chàng được Bọng Cầm dẫn đi dạo chơi lầu ông Hoàng. Đến lúc chiều tối trở về, băng qua cánh đồng thì gặp cơn mưa giông, cả hai chạy vào trú trong một căn chòi bên đường. Mưa mỗi lúc một lớn, trời một tối đen như mực. Từ trong căn chòi, hai người nhìn ra bên ngoài thấy có những quả cầu lửa màu xanh dưới đất vùng vụt bay lên. Những quả cầu lửa chớp tắt liên tục, đồng thời lại nghe tiếng rền vang ầm ầm như ai lăn thùng xác bên đường đá. Hai người rất hoảng sợ, ngồi ôm nhau run rẩy trong căn chòi. Một lúc trời quang mây tạnh, bước ra khỏi nơi trú mưa thì mới biết mình đang ở cạnh một ngôi mộ ai mới chôn. Trở về ít hôm, tự thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Một thời gian nổi lên những vết đỏ như đồng xu ở trên lưng, sau lan dần ra khắp người, căn bệnh phong xuất hiện từ đó. Những thông tin này đăng tải kèm với lời phê phán việc Mộng Cầm bỏ Tử đi lấy chồng trong lúc Tử bị căn bệnh quái ác hành hạ, khiến cho Mộng Cầm hết sức day dứt. Theo quan niệm nhân gian trước nay, thì căn bệnh phong phát ra do nhiễm phải hơi dưới ngôi mộ mới bốc lên trong lúc mưa giông. Nhiều người tin điều đó là có thật nên càng trách Mộng Cầm nhiều hơn, rằng nàng đã gián tiếp cho đến đưa chàng đến chỗ bệnh tật rồi lại vội vã bỏ ra đi. Tuy nhiên, ngay từ thời ấy, khoa học đã chứng minh căn bệnh phong do loại vi khuẩn có tên là Hansen gây ra. Chính cái hàng mặc tử nhập bệnh phong Huy Vi Hòa, bệnh viện Quy Nhơn đã làm xét nghiệm cho chàng và tìm ra vi trùng Hansen trong cơ thể của chàng. Nhưng có một điều gây khó hiểu cho nhiều người là việc phát bệnh của Tử lại có những chi tiết trùng hợp với quan niệm nhân gian nói trên. Nguyễn Bá Tính cho biết chính Hàn Mặc Tử đã kể với bà mẹ về chuyện mắc mưa giông trong nghĩa địa. Mẹ tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, bà vặn hỏi mãi thì anh kể chuyện có hôm cùng người bạn đi chơi Phan Thiết. Gần tối băng qua cánh đồng thì gặp phải cơn mưa giông dữ dội. Ngay cả Mộng Cầm cũng thừa nhận có chuyện như vậy. Song song với câu chuyện trên, có một câu chuyện hoang đường khác cũng liên quan đến câu chuyện về bệnh phong, được truyền tụng trong nhân gian thời ấy, đó là sự báo thù của những người chiến bại ở thành Đồ Bàn khi xưa. Sự báo thù chỉ nhắm vào những thanh niên đẹp trai, học giỏi. Lời đồn đại này làm cho người dân thành phố Quy Nhơn thời ấy luôn sống trong hồi hộp lo âu. Lâu lâu ở thành Quy Nhơn thấy vắng bóng một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai là mọi người hiểu anh ta vừa phát bệnh phong và đi trốn. Lời đồn này đã có từ xa xưa, trở thành một truyền thuyết lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người dân Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn, bao giờ cũng nơm nớp lo sợ sự báo thù ghê gớm của một nhóm người hời. Và thật thú vị, cũng chính những truyền thuyết này là chất men sáng tạo cho những nhà thơ điên của thành Quy Nhơn. Chế Làng Viên cùng với Yến Lan thường lang thang bên những tháp tràm đổ nát để tưởng nhớ về những người hời huyền thoại đó. Trong bài thơ Trên đường về, Chế Làng Viên viết: "Đây những cảnh ngàn sâu cây lạ ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi." Hàn Mặc Tử cũng từng viết: "Mà vì đâu những tháp hời kiêu ngạo, hàng muôn năm sống mãi dưới sương đêm." Chi tiết là sau những tháng ngày lẫn trốn cho đến cuối cùng khi đã kiệt quệ sức lực thì thi sĩ mới chịu vào bệnh viện, và vì thế nên mọi chuyện cũng trở nên quá muộn màng.
Mật tử quan Mộng Cầm trong thời gian phụ trách trang văn chương cho tờ Trong Khuê Phòng. Mộng Cầm là cháu gọi nhà thơ Bích Khuê bằng cậu. Vì lây nhiễm tinh thần thơ văn của ông cậu trẻ tuổi nên đã tập tành làm thơ gửi đăng báo. Mối tình Mộng Cầm và Hàn Mặc Tử đã được tái hiện qua phim. Hàn Mặc Tử đã nhận được một số bài thơ như thế của Mộng Cầm gửi đến và từ đó họ làm quen với nhau. 20 năm sau, ngày mất vào năm 1961, nhà thơ Nguyễn Vĩ, chủ nhiệm kiêm chữ bút tạp chí Phổ Thông đã cử ông Châu Mộng Kỳ tìm gặp Mộng Cầm để thực hiện bài phỏng vấn về mối tình Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Nhờ mối quan hệ đặc biệt, ông Châu Mộng Kỳ là thầy dạy con riêng của chồng Mộng Cầm nên bài phỏng vấn mới thực hiện được. Trước đó nhiều nhà báo đã bị từ chối. Trong bài phỏng vấn đăng ở tạp chí Phổ Thông số 63 ra ngày 15 tháng 8 của năm 1961, Mộng Cầm đã phủ nhận hoàn toàn chuyện tình cảm giữa mình và Hàn Mặc Tử. Bài phỏng vấn này đăng lên, Nguyễn Vĩ cho biết Mộng Cầm đã đọc và không có điều chi thắc mắc và ông kết luận đã giải đáp dứt khoát một nghi vấn thường bị nhiều người xuyên tạc. Tuy nhiên với độc giả, bài trả lời phỏng vấn của Mộng Cầm đã gây sốc. Bởi mối tình Mộng Cầm Hàn Mặc Tử đã được người đời nâng lên thành huyền thoại. Ngay cả Ngọc Sương, dì ruột của Mộng Cầm cũng phản đối. Rồi đến Quách Tấn, người đã ủng hộ việc Mộng Cầm đi lấy chồng khi hay tin Hàn Mặc Tử bị bệnh nan y, cũng giận dữ trước lời phát biểu này. Ông Quách Tấn viết, cuộc tình duyên giữa Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm tôi biết rõ lắm, nhưng tôi chỉ nói những gì có thể nói được. Nói những gì có thể giúp bạn đọc hiểu thêm tâm hồn của Tử, văn chương của Tử mà thôi. Mộng Cầm đã nói thật hay nói dối? Vì sao nàng lại phủ nhận mối tình này? Thật ra trong thời gian quen biết với Mộng Cầm, căn bệnh phong của chàng chưa bộc phát, ngay cả chàng càng cũng không hề cảm thấy, làm sao Mộng Cầm có thể nhận ra. Rất dễ thấy rằng đó là những lời nói dối của một người con gái muốn quên quá khứ để bảo vệ hạnh phúc hiện tại. Một lý do rất thường tình và đáng thông cảm. Mối tình Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm đã được rất nhiều người gần gũi xác nhận. Trần Thanh Mại, một người bạn của chàng đã thông báo, đã công bố những chi tiết của mối tình này trong một cuốn sách Hàn Mặc Tử xuất bản năm 1942. Ấy là câu chuyện một đôi trai tài gái sắc yêu nhau, câu chuyện muôn đời. Người con trai là Hàn Mặc Tử và người con gái là Mộng Cầm. Hàn Mặc Tử đã sáng tác nhiều bài thơ đầy nước mắt về mối tình này. Trong bài thơ Muôn Năm Sầu Thảm, chàng đã kêu tên nàng một cách thảm thiết. Ngày hỡi, nghề muôn năm sầu thảm, nhớ thương còn một nắm xương thôi. Bài Phan Thiết, chàng nhắc lại những kỷ niệm xưa về lầu ông Hoàng, nơi chàng và Mộng Cầm từng dạo chơi thổ nào. Ta lang thang tìm tới chốn lầu trăng, lầu ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang, nơi đã khóc, đã yêu thương da diết. Ôi trời ơi, là Phan Thiết mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi.